Em mời chị đứng ở đây luôn. Các bạn thân mến, thì như vừa rồi chị Hà có giới thiệu khá là nhiều về Dramatics Group, và mình nghĩ rằng là để giúp cho bọn mình có thể hiểu nhiều hơn về công ty Dramatics, thì ngày hôm nay rất hân hạnh được giới thiệu các thành phần khách mời đã đến để tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với cả chị Nguyễn Hồng Hà, là trưởng phòng hành chính nhân sự của Dramatics tại Việt Nam. Xin kính mời lên sân khấu Miss Kiwi, designer come from Korean. Please welcome you on the stage. Miss Agnes, the CFA of Dramatics Vietnam, welcome on stage. Okay. Các bạn vỗ tay to lên đúng không ạ? Hôm nay thì để đến với chương trình thì có bên công ty có mời thêm hai bạn chuyên gia. Thứ nhất là như bạn MC vừa nói là có bạn Kiwi. Bạn Kiwi thì là hiện tại đang phụ trách ở phòng designer, và đây là chị Agnes ở phòng chất lượng. Thì mình nghĩ là những câu hỏi mà các bạn muốn hỏi sâu hơn một chút về cái ngành sản xuất thì các bạn có thể hỏi, và mình chắc là các chị với những cái kinh nghiệm đã làm việc trong Dramatics khá là lâu thì sẽ có thể trả lời thỏa đáng những câu trả lời của các bạn. Và mình nghĩ là để trước hết để làm quen với nhau thì chắc là xin mời các chị giới thiệu về bản thân một chút. Would you please introduce by yourself and also your role in Dramatics Vietnam? Introduce yourself. Feel free to introduce yourself. Hello everyone, morning. I'm Agnes from Malaysia. I joined the Dramatics Group about 80 years. I'm as the production leader supervisor QC, and now is the certified quality auditor. Chị Agnes thì đã tham gia vào công ty Dramatics Group 18 years, 18 năm rồi ạ. Và trước đây thì chị làm ở phòng quản lý chất lượng, và sau đấy thì chị đang tham gia vào công ty với tư cách là ở phòng trợ lý của giám đốc của bộ phận CFA. CFA đây thì là một dạng là của quản lý cấp cao hơn một chút về chất lượng. Okay. Thank you very much. Kiwi, can you introduce by yourself? Hello everybody, I'm Kiwi. Morning. I'm from Taiwan. I joined Dramatics Group this year 1 year. And I finished my university last year. And I work in printing department. I'm a designer. I work is maybe I design some script for buyer, and they can choose the one part. And main important is some color and the color code. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kiwi, mình đến từ Đài Loan. Mình đã tham gia được Dramatics hơn một năm, tập đoàn Dramatics và công ty Puni tại Việt Nam là hơn một năm. Sau khi mình tốt nghiệp ra trường ở bên Đài Loan thì rất là vui thì được công ty tuyển dụng và sang bên Việt Nam làm việc. Hiện tại thì mình đang làm ở bộ phận in ấn với vị trí designer. Vị trí designer của mình thì hàng ngày sẽ là vẽ lại những cái sản phẩm của khách hàng yêu cầu, cũng như là gửi những cái bảng màu xuống cho các bộ phận để các bộ phận có thể là theo đấy để in các bạn có thể in ấn trên áo ạ. Đấy, cảm ơn ạ. Chị Hà giới thiệu lại một chút về bản thân được không ạ? Xin giới thiệu với tất cả mọi người thì mình tên là Hồng Hà. Trước khi tham gia vào ngành may thì thật ra là mình đã có cơ hội, mình đã thẳng vào cái lĩnh vực hành chính nhân sự này là hơn 13 năm rồi ạ, 13 năm. Trước khi được có cơ hội tham gia vào cái lĩnh vực ngành may này thì mình tham gia vào cái ngành sản xuất đồ chơi trẻ em cũng như là ngành điện tử. Đến với ngành may thì có lẽ là một cái duyên. Thế nhưng mà khi mà vào cái tập đoàn Dramatics thì nó là một cái lĩnh vực mới, có khá nhiều cái mới mẻ, và thực sự là với cái quy mô của tập đoàn khá là lớn như này thì mình được học hỏi rất là nhiều điều, không chỉ là chỉ về cái mảng hành chính nhân sự mà cả là về cái mảng thiết kế designer cũng điều thời trang nữa. Ok, cảm ơn chị ạ. Và để bắt đầu chương trình thì bọn em đã từng làm một cái cuộc khảo sát với các bạn sinh viên Thăng Long cũng như là một số các bạn sinh viên các trường khác, thì có một số những cái câu hỏi mà các bạn muốn đặt ra. Tuy nhiên thì trước khi đến với cái phần này thì thực ra bản thân em ấy cũng có một câu hỏi, đấy là nghĩa là ở trong nhà máy của mình thì chắc là sẽ chia ra một phần là bên sản xuất và một phần là bên bộ phận văn phòng. Thì cho em hỏi là cái bên bộ phận văn phòng thì có những phòng ban nào, và những phòng ban đó thì phụ trách cái
nhiệm vụ gì ở trong công ty ạ? Em xin phép nói chung là tiếng Anh để cho hai chị hiểu. So I think in the factory there are two functions, two kind of function, the manufacturing and also the office. So I'd like to ask how is the office work and also how many you know, function and departments you have in the robotics in Vietnam maybe. Với những cái bạn sinh viên đang ngồi đây thì có lẽ là những cái công ty về sản xuất thì khá là mới mẻ, và vì có thể mình sẽ biết là những cái văn phòng đại diện thì nó sẽ là công việc gì, những công ty về dịch vụ sẽ là cái gì, thì không hiểu là những công ty sản xuất thì họ sẽ làm cái gì và có những phòng ban nào trong bộ phận sản xuất, đúng không ạ? Đối với các công ty sản xuất thì những bộ phận mà được coi trọng cũng như là đánh giá là khá là quan trọng trong công ty thì lại không phải là khối văn phòng mà lại là khối sản xuất, khối trực tiếp sản xuất, khối những người làm ra sản phẩm là công nhân. Và vì sao? Họ mới là người đem lại lợi nhuận cho công ty. Khối văn phòng ở đây thì thường mình sẽ gọi nôm na đấy là khối hỗ trợ sản xuất. Bởi vì là thì đơn giản là hỗ trợ trong cái mảng bề ngoài, ví dụ như là về tuyển con người, về trả công lương, về trả chế độ. Còn đâu là riêng bộ phận văn phòng thì lại không phải là sản xuất trực tiếp ra sản phẩm. Thế nên là cái bộ phận quan trọng trong các công ty xuất thì lại là các bộ phận sản xuất. Tuy nhiên với câu hỏi của bạn MC vừa rồi là thế thì khối văn phòng thì bao gồm những phòng ban nào? Thì mình xin kể những phòng ban mà theo như cái chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. Cái phòng ban đầu tiên thì đấy là phòng hành chính nhân sự. Tại sao lại phòng đầu tiên ạ? Bởi vì là nhân sự ở đây là về con người, là về tuyển dụng, là về đầu vào để công ty có công nhân, có những nguồn lực để làm ra sản phẩm. Thì đấy là phòng hành chính nhân sự. Hành chính ở đây thì là bao gồm về là mảng đời sống của cán bộ nhân viên. Đời sống ở đây thì ví dụ đối với các công ty sản xuất họ có ký túc xá chẳng hạn, thì cũng là bên hành chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm về mảng cơm. Tại sao cũng là cơm cả khá quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì là nếu mà cái đấy mà không có, người ta gọi là sức khỏe không đảm bảo thì không thể sản xuất được. Rồi thì về quản lý về người nước ngoài, quản lý về người nước ngoài đây là bởi vì là những công ty nước ngoài thì lúc nào cũng sẽ có các chuyên gia sang, đúng không ạ? Các chuyên gia sang thì các thủ tục đi kèm đó là họ phải làm visa, hộ chiếu, phải lo chỗ ăn, chỗ ở, cũng như là làm sao bạn để cho họ cảm thấy là dù tôi đang ở đất nước khác nhưng tôi cũng đang đi ở nhà. Thứ nhất là phòng hành chính nhân sự. Phòng tiếp theo theo mảng của hành chính sự thì đấy là phòng kế toán. Phòng kế toán ở đây thì liên quan đến tiền thì mọi người đều biết rồi, đúng không ạ? Sau đến phòng kế toán thì sẽ là phòng merchandise. Ở các công ty thì có thể họ sẽ nói là phòng purchase, là phòng mua hàng. Merchandise ở đây thì cũng là một cái chức năng nhiệm vụ như phòng mua hàng. Có nghĩa là họ cũng liên lạc với khách hàng, họ lấy đơn hàng từ bên khách hàng về chuyển xuống cho sản xuất để sản xuất họ có thể theo cái lịch đấy, cũng như là lịch xuất hàng ạ, và họ sẽ sản xuất. Tiếp cạnh phòng merchandise sẽ là phòng logistics. Bởi vì sau khi mình đã sản xuất được hàng hóa rồi thì phải là xuất hàng đi, thì đó có là phòng xuất nhập khẩu. Cạnh phòng logistics thì có các cái phòng ban bên lề khác, giả dụ ví dụ như là cái phòng quản trị về mạng chẳng hạn, IT, rồi phòng business planning là phòng về kế hoạch chất lượng sản kế hoạch sản xuất, rồi phòng QC chất lượng. Đấy là những phòng ban mà sẽ bên lề, không phải thuộc về sản xuất nhưng mà và là để hỗ trợ sản xuất nhưng mà cũng vô cùng quan trọng, bởi vì không có những phòng ban đấy thì sản xuất cũng không thể hoạt động được. Em cảm ơn chị. Thực ra thì trước khi đến đây thì có chuẩn bị cái cuộc khảo sát và cũng muốn hỏi các anh chị câu hỏi, nhưng mà bất ngờ quá, các bạn sinh viên thăng long thì lại rất là năng động nên các bạn đã chạy ra ngoài và hỏi những các bạn ở bên ngoài á về một số các câu hỏi, thì mình xin phép là mình đọc và để cho mọi người trả lời luôn. Cũng như là nếu mà các bạn sinh viên ở đây, bạn nào mà có bất kỳ một câu hỏi gì thì các bạn có thể gặp các bạn supporter áo trắng ở đằng kia để đưa thêm câu hỏi, để cho sân khấu của chúng ta ngày hôm nay có nhiều các câu hỏi của các bạn thực sự trả lời được đúng những cái tâm tư của các bạn đang suy nghĩ về chương trình cũng như về công ty hơn. Thì đầu tiên đấy là em thích ngành thời trang và sản xuất thì nên bắt đầu từ đâu hả chị? Không biết là ai thì sẽ phù hợp để trả lời câu hỏi này ạ? Chị nghĩ là bạn designer hợp lý hơn. Okay, Kiwi, there's a question for you actually is our students, they are very they have the interest in fashion and manufacturing, then how should they start their career? They want to become designer, they want to become, you know, working, they want to work in the in the factory about design, and how they start. Okay, easier question, Kiwi, easier question. How did you start your career? You just come.
and join us, and our company will teach you all, and no problem, if you want, just join us. Nếu mà bạn chỉ cần đến thôi, bạn chỉ cần đến trước cửa Romantex và đi vào và apply thôi, còn tất cả những gì còn lại thì công ty sẽ dạy cho các bạn và công ty sẽ đào tạo các bạn để có thể học hỏi cũng như là làm việc thật là tốt ở đấy và bắt đầu xây dựng cái con đường sự nghiệp. Câu hỏi thứ hai đấy là nếu em tốt nghiệp loại khá thì có được ứng tuyển vào chương trình này không? Câu hỏi này chắc là nhờ chị Hà giải đáp cho các bạn. Thật ra thì như chị vừa chia sẻ đó, chương trình là không hẳn là tiêu chí là phải các bạn thật giỏi mới được tham gia chương trình. Mà ở đây thì cái vấn đề đầu tiên có lẽ là bằng cấp khá là quan trọng. Tuy nhiên thứ nhất là mình phải có niềm đam mê. Thứ hai là mình phải cho rồi tốt kiến thức, tốt kỹ năng về ngoại ngữ, đúng không ạ? Nên là đối với tiêu chí của chương trình thì có lẽ là cái tiêu chí quan trọng đầu tiên là bạn phải có niềm đam mê, cũng như là bạn phải thực sự muốn học hỏi. Bởi vì trong chương trình không chỉ là đào tạo các bạn về chuyên ngành các bạn đang học, mà sẽ là đào tạo rất nhiều các cái mảng khác. Các bạn có thể là xoay, gọi là mình sẽ luân chuyển qua các phòng ban. Thứ nhất là phòng sale marketing, thứ hai là phòng logistics, thứ ba là về phòng merchandise là phòng mua hàng, và tiếp đến là về technician là về kỹ thuật, cũng như là về sản xuất dưới xưởng, có nghĩa là mình sẽ đi rất nhiều phòng ban khác nhau. Thế nên mình phải có niềm đam mê và học hỏi là thứ hai. Tiếp đến là cái bằng cấp ở đây thì bằng khá có thể có khả năng, bởi vì là trong một cuộc phỏng vấn thì không chỉ là chỉ vào bằng cấp mà nhìn vào kỹ năng khi các bạn học hỏi nắm bắt cái mới nó như thế nào đó ạ. Thế nên là đối với các bạn bằng khá thì kể cả là dưới bằng khá chị nghĩ là cũng vẫn dưới bằng khá thì vẫn không có khả năng nếu đúng như rồi. Mà các bạn có kinh có thứ nhất là niềm đam mê, thứ hai là mình có lẽ là về ngoại ngữ là tốt, bởi vì là khi mình đi sang nước ngoài thì chắc chắn là sẽ không có phiên dịch bên cạnh mình rồi. Thế nên là mình phải nắm bắt công việc làm sao mà thật nhanh, mà muốn nắm bắt công việc thì chắc chắn là mình phải có sự giao tiếp với cả người nước ngoài. Thế thì tiếng ở đây cũng có một câu hỏi liên quan đến cái phần mà đi nước ngoài luôn ạ, đấy là 6 tháng đi nước ngoài thì có phải bắt buộc trong chương trình hay không ạ? Thật ra thì chị muốn nói rõ là cái chương trình đào tạo ở đây là công ty hướng tới là đào tạo ở nước ngoài chứ không phải đào tạo tại Việt Nam. Có nghĩa là hiện tại thì trong tập đoàn của công ty là có các công ty tại Malaysia, Trung Quốc, Campuchia, Jordan, thì trong vòng 24 tháng đấy các bạn sẽ được luân chuyển qua các phòng ban và qua các công ty của công ty tại các đất nước đó. Chứ không phải là đào tạo tại Việt Nam. Thế nên là chắc chắn là các bạn sẽ phải đào tạo ở nước ngoài. Ok, nghĩa là tiếng Anh và tiếng Trung rất là quan trọng để các bạn đi ra nước ngoài và có thể làm việc. Rồi, nhưng mà chị nghĩ là tiếng Anh quan trọng hơn, bởi vì là thật ra là bên Trung Quốc thì các bạn cũng nói tiếng Anh. Ok, rồi câu hỏi tiếp theo là nếu trúng tuyển thì em sẽ làm việc ở đâu, ở Hà Nội hay khu công nghiệp Bắc Ninh, Hải Phòng hả chị? Đấy cũng như là vừa chị trả lời cái câu hỏi phía trên, có nghĩa là trong cái chương trình đào tạo này thì mình sẽ đào tạo ở các nước. Thì tất nhiên là sau khi đào tạo về mà các bạn có nghĩa là muốn làm việc tại Romantex thì tất nhiên là rất là tốt rồi. Kể cả các bạn không muốn làm việc thì cũng như là đầu chương trình cái mục đích là cho các bạn có kiến thức để các bạn sau này các bạn ra các bạn có thể đi làm bất cứ đâu, các bạn có thể tự hào nói là tôi có được những kiến thức này là từ tập đoàn Romantex. Thế nên là đối với những bạn mà muốn gắn bó với công ty thì hiện tại công ty đang có một chi nhánh là tên V-Ship Bắc Ninh, công ty Peony. Cuối năm nay tầm khoảng tháng 9 nghe sang tháng hoặc là tháng 10 thì sẽ công ty sẽ mở thêm một công ty Maple ở dưới V-Ship Hải Phòng, và dự kiến trong năm sau thì sẽ là công ty tại Nam Định và Nghệ An, có nghĩa là có 4 sự lựa chọn cho các bạn. Các bạn có 4 sự lựa chọn ạ? Ok, rất nhiều ạ. Em cũng có một câu hỏi muốn hỏi cho chị Agnes. Em nghĩ là em thì như cá nhân em thì em rất là tò mò về việc là ở trong cái nhà máy của mình thì cái quản lý chất lượng là làm về cái gì, thì chắc là để hỏi thêm về Agnes. I am very curious about your role in the factory. How is the QC work in the factory? QC job is a challenge job. If you feel like a challenge, can come over to join us. As a QC in the brochures, we challenge in every step. Once the garments everywhere, you every day you're waiting, there's a copies, the pieces, marker, measurement. That every step is a challenge, and how you manufacturing out these garments and the requirements from the every buyer.
Chị Agnes nói là QC là quality control, là một công việc cực kỳ thử thách. Và nếu như mà các bạn muốn được thử thách bản thân mình ở tất cả các bước của việc sản xuất sản phẩm thì các bạn hãy đến và làm việc tại QC, bởi vì từng cái bước nhỏ đấy thì mình phải quản lý được cái chất lượng của những cái bước ở trong cái ngành sản xuất đấy. Ok, thank you very much. Chị Hà có muốn bổ sung gì không ạ? Thật ra thì với QC, thứ nhất là mình như chị Agnes vừa chia sẻ cũng là một ngành rất là thử thách ở đây là gì ạ? Là gì ạ? Bởi vì là cái bộ phận QC sẽ là bộ phận phải đối phó với không chỉ khách hàng mà phải đối phó với cả cái sản xuất luôn. Họ cũng chính là những người đối nghịch với sản xuất. Bởi vì khi sản xuất họ tạo ra sản phẩm thì QC sẽ là người kiểm tra lại cái sản phẩm đấy họ đã đạt yêu cầu hay chưa. Nếu chưa đạt yêu cầu thì tôi yêu cầu anh là phải sản xuất lại, người ta gọi là tái chế. Sau này các bạn sẽ, nếu các bạn làm trong ngành sản xuất thì cái từ rework ấy, các bạn sẽ nghe em khá là nhiều, người ta gọi là tái chế, nghĩa là hàng không đạt yêu cầu và tôi reject, bạn sẽ phải làm lại từ đầu. Thế nên là nhiều khi mình phải fighting với cả chính sản xuất, dù là cùng một công ty, dù là cùng một nhà đấy ạ, nhưng mà mình cũng phải đánh nhau đấy ạ. Thế nên là mình phải strong. Nếu mà mình không strong mà để sản xuất họ áp lại, họ bảo không, tôi thấy cái chất lượng này là ok rồi, pass đi, qua đi, đề xuất đi. Thế nên là mình phải làm sao mà để cho sản xuất họ thấy là cái này không được, bởi vì theo yêu cầu khách hàng là không đạt và bạn phải làm lại. Thế nên là vừa phải đối với sản xuất và vừa phải đối đầu với cả khách hàng, bởi vì khách hàng họ đưa ra những cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn requirement rất là nghiêm ngặt và mình phải follow theo cái tiêu chuẩn đấy. Nhiều khi QC họ đã đánh pass rồi ạ, không phải pass, QC pass là mình có thể xuất hàng được ngay, mà sẽ có một QC của bên khách hàng họ lại kiểm tra lại cái sản phẩm mà mình đã pass đấy. Và nếu sản phẩm họ kiểm tra lại mà lại có vấn đề, có nghĩa là QC của mình có vấn đề, đúng không? Thế nên là nhiều khi cái ngành, tại sao bạn nói là nó challenge là vì thế. Ok, em cảm ơn chị. Đây là một công việc thực sự rất là thú vị đấy ạ. Phải rất là mạnh mẽ, đúng như rồi. Là phải rất là tỉ mỉ trong từng khâu một. Must be very detail oriented, right? Câu hỏi tiếp theo thì là ai chị có thể kể về kỷ niệm nhớ nhất khi làm việc tại công ty không? Thì chắc là sẽ xin mời Kiwi or Agnes, can you share about your most memorable experience in your in when working in Rheumatics? You said the most unforget experience when you work in the Rheumatics. Unforget moment, challenges. I think it should be very interesting. Chị Kiwi thì chỉ mới tốt nghiệp đại học năm ngoái thôi. I think it's important is you make the your grade is being at the place, many people and many people draw your call, you were okay. Chị nói là trong cái làm, thật ra thì thứ nhất là bạn ấy mới, thật ra là bạn Kiwi cũng là một người khá là tài năng đấy ạ, bởi vì là bạn học đến bên Đài Loan, bạn ấy cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp năm ngoái thôi. Thì tuy nhiên thì công ty ở bên Singapore đã tìm thấy CV của bạn trên mạng đấy, có nghĩa là tất cả các bạn ở đây thì đều có cơ hội như vậy. Bạn, thật ra bạn Kiwi cũng rất là ngạc nhiên đấy, bởi vì là cái CV mình gửi ở Đài Loan, thế nhưng mà một công ty ở tận Singapore gọi điện liên lạc với mình và bảo là bạn có muốn join vào tập đoàn của tôi không và sang Việt Nam làm việc không? Thật sự là các bạn biết là ở bên Đài Loan thì cái môi trường làm việc nó khá là tốt, có rất là nhiều cái cơ hội cho bạn ấy. Thế nhưng mà với một bạn người vẫn trẻ như bạn Kiwi đây thì bạn lại muốn là mình sẽ có một cái gọi là cái trải nghiệm ở các đất nước khác nhau và bạn đồng ý sang Việt Nam. Thật ra là sang Việt Nam là đất nước đầu tiên bạn ấy làm việc ở bên nước ngoài, cũng như sau khi ra trường. Thế nên là khi mà được join vào tập đoàn Rheumatics thì cái công việc hàng ngày của bạn ấy là thường thì đối với các công ty sản xuất may xuất khẩu 100% như này thì khách hàng họ sẽ gửi các cái đơn hàng cũng như là các mẫu mẫu mã. Thì công việc hàng ngày của bạn designer là các bạn sẽ vẽ lại cái mẫu đấy trên máy, làm sao mà để cho khi mà in cái bản in ra gửi xuống sản xuất để sản xuất họ có thể in theo đúng được mẫu của khách hàng ạ. Thì thật ra cũng khá một cái việc khá là detail. Thì bạn ấy bảo là thật ra thì trong cái công việc thì cái điều mà bạn cảm thấy là khó khăn nhất là khi mà bạn vẽ xong một cái sản phẩm mà gửi xuống sản xuất để sản xuất, có nghĩa khi họ in thử cái bản in mà ok luôn thì đấy là điều bạn cảm thấy vui nhất. Ok, các bạn cho chị Kiwi một tràng vỗ tay được không ạ? Mình thấy là thực sự là rất là tài năng, nếu như mà có thể
gọi là được nhà tuyển dụng người ta tự tự tìm đến mình và tự approach mình rồi tự nói với mình rằng là họ muốn tuyển mình sang một đơn vị khác ở một cái nơi rất là xa lạ để làm việc. Then can you share why you choose Vietnam, like why you choose to stay in Vietnam? Why you choose Vietnam? I'm very curious. Bạn đã bảo vấn đề chắc là cái duyên. Rồi, ok. How about you? When you stay at the brochures, the people sharing their experience, we are learning, and we know about the commons, how to manufacturing out, and everyone except for these garments, and when the output agree, can be shipped. Yeah, it's a challenge that we can make it. Bạn có nói là với cái bộ phận sản xuất của bạn ấy, thì bộ phận chất lượng, thì khi mà một đơn hàng được xuống, sản xuất đang giải truyền, mà khi bởi vì là các bạn phải hiểu là các khi trong giới sản xuất ấy, thì mỗi truyền sẽ có một QC inline, QC đấy thì họ sẽ có trách nhiệm là kiểm tra hàng sản xuất ngay trên truyền. Thế nên là khi mà có một lỗi nào đó phát hiện mà các bộ phận các bạn QC các bạn ấy báo lại với truyền, báo lại với công nhân tổ trưởng là cái lỗi này có vấn đề, bạn hãy sửa như thế này mới đúng theo yêu cầu của khách hàng. Và khi mà công nhân họ làm theo những cái gì mình đã bảo họ và khiến cho cái việc là hàng há may ra thì đạt được chất lượng và xuất hàng đúng thời hạn, thì đấy là một cái niềm vui, niềm vui rồi. Ok ạ. Then why you choose Vietnam, just like why you choose to stay in Vietnam? Actually, now we are manufacturing for the Under Armour brands. I think everyone knows. And I'm the certificate CFA from the Under Armour, just come here to training the new workers for the certificate. Thật ra thì chị xin chia sẻ lại một chút là chị Kiwi thì sẽ là chuyên gia ở đây, có nghĩa là dài hạn. Còn chị Annus thì sang là theo diện là business trip, có nghĩa là sang mạng công tác. Thì hiện tại thì ở Việt Nam thì đang sản xuất hai cái nhãn hàng chính, đấy là Uniqlo và Under Armour. Under Armour thì chắc là hơi mới với cả mạng Việt Nam, bởi vì Under Armour thì chủ yếu là sản xuất đi thị trường châu Âu và cũng như thị trường Mỹ. Thì chị là CFA của khách của hàng Under Armour. CFA ở đây thì nó cấp cao hơn QC, có nghĩa là sau khi QC họ kiểm hàng sẽ thấy là QC sẽ là CFA họ kiểm hàng. Và CFA ở đây thì không phải là tự nhiên mình có được cái vị trí này, mà sẽ phải đi training đào tạo cũng như phải lấy chứng chỉ của khách hàng. Khách hàng cho mình cái chứng chỉ đấy thì mình mới được kiểm hàng và cái dấu đóng của mình mới có tác dụng được ạ. Và khi có cái dấu đóng của CFA thì hàng mới được xuất đi. Thế thì với hàng Under Armour thì hiện tại đang sản xuất tại Việt Nam được tầm khoảng 5 tháng. Thì hiện tại chị sang đây là để training với cho các bạn QC ở mà sẽ chịu trách nhiệm về hàng Under Armour, cũng như là để các bạn sẽ có được cái chứng chỉ. Để sau khi bạn đã có chứng chỉ đấy thì các bạn có thể tự dùng cái con dấu của mình để đóng dấu vào hàng hóa thì hàng có thể xuất đi. Còn hiện tại thì bây giờ thì cũng phải là do chị ấy care. Okay. Rất là thú vị ạ. Thế thì chị Agnes Diệu sẽ ở đây khoảng bao lâu ạ? Hiện tại thì theo như kế hoạch thì chắc là cũng phải đến cuối năm. Có vẻ như là các chị ở đây có vẻ đi công tác rất là nhiều đúng không ạ? Em cảm thấy là ở Ramatex thì có vẻ mọi người có cái cơ hội mà đi công tác, rồi cảm giác là mọi người luân chuyển job rất là thường xuyên. Tại vì là như chị vừa chia sẻ thì là công ty hiện tại tập đoàn thì có rất nhiều công ty ở các nước. Thế nên là nhiều khi là các công ty nào mà mình gọi là ra đời trước ạ, là anh là chị, thì mình sẽ phải thấy các công ty là em là mới thành lập, để mình đào tạo training làm sao mà cho những bạn mới sau sẽ đạt được cái trình độ giống như là các công ty đã thành lập rất là nhiều rồi. Nhưng mà chị Ennis vừa chia sẻ là chị đã làm việc ở công ty là 18 năm rồi. Ok, cảm ơn ạ. Các bạn ở dưới không biết các bạn có câu hỏi gì không, thì các bạn có thể vui lòng gặp những bạn supporter áo trắng ở phía bên này để đưa câu hỏi nhé. Các bạn cứ viết câu hỏi ra giấy và các bạn supporter sẽ đưa lên đây cho MC ạ. Bên cạnh đấy nữa thì em có một vài câu hỏi mà lại ở trong cái cuộc khảo sát mà lần trước bọn em làm. Thì câu hỏi tiếp theo đấy là sau khi hoàn thành chương trình thì em có được chọn sẽ ở lại nước nào không, thì em không muốn làm việc ở Việt Nam.
Cái này thì chị xin phép được bảo lưu câu trả lời, bởi vì là cái này thì chắc là chị không có quyền trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên là chị sẽ mang cái câu hỏi này về hỏi giám đốc của dự án, là nếu như mà sau này trong các bạn trong cái chương trình đào tạo, các bạn đã đạt được cái trình độ rồi đúng không ạ, sau khi mà đào tạo các bạn muốn ở lại công ty, nhưng mà theo như chị nghĩ thì khả năng cao là sẽ là được, bởi vì hiện tại bây giờ công ty ở bên Malaysia, rất nhiều các bạn đang làm việc ở bên Malaysia là người Việt Nam. Và khi các bạn làm ở Việt Nam, có những bạn làm bên Malaysia cũng là mười mấy năm rồi ạ, từ các bạn còn mới ra trường không, các bạn sang đấy làm việc như kiểu là xuất khẩu lao động đấy ạ. Và hiện tại có rất nhiều các bạn sau tầm khoảng 10 đến 12, 13 năm sau khi làm việc một thời gian dài ở bên Malaysia, các bạn muốn quay lại Việt Nam. Và hiện tại thì công ty đang có một cái gọi là một cái luồng là khi các bạn không muốn làm việc ở Malaysia mà muốn về nước thì lập tức là công ty tại Việt Nam sẽ nhận các bạn về làm việc. Ôi hay quá, nếu mà như thế thì các bạn sẽ có cái cơ hội rất là nhiều khi mà có được cái certificate từ các nước khác, và sau đấy thì quay trở lại Việt Nam cũng vẫn đúng được. Đúng rồi, đã từng làm ở tập đoàn Ramatech thì chắc chắn là tất cả công ty Ramatech trên thế giới thì đều quen đến các bạn hết ạ. Em có một câu hỏi rất là tò mò từ bản thân em thôi, là không biết là nhân sự của Ramatech thì toàn người trẻ hay là, nghĩa là cái mặt bằng nhân sự của mình là trẻ hay là tầm trung tuổi như thế nào, vì em thấy các chị ở đây ai cũng trẻ hết. Thật ra thì trong Ramatech thì luôn luôn có một cái phương châm là sẽ đào tạo, có nghĩa là kể cả với những bạn công sinh viên mới ra trường mà các bạn chưa có kinh nghiệm thì Ramatech cũng sẵn sàng nếu các bạn thực sự muốn học hỏi và muốn trải nghiệm. Hiện tại với bộ phận nhân sự, không chỉ bộ phận nhân sự mà các phòng ban khác trong khối văn phòng thì thường là chỉ là các cái head của department, có nghĩa là trưởng bộ phận thì sẽ là những người thực sự có kinh nghiệm, bởi vì là lúc đấy sẽ phải training. Còn cái tỷ lệ phần trăm các bạn nhân viên văn phòng hiện tại của công ty thì đa phần lớn là những bạn mới ra trường hoặc là mới ra trường đến 1 đến 2 năm. Hiện tại là đội ngũ khá là trẻ. Một câu hỏi nữa mà các bạn vừa mới hỏi là muốn làm ở vị trí kiểm tra chất lượng thì phải đạt những tiêu chuẩn hay bằng cấp gì? If they want to be the QC, how many certificate that I need to have and also the standard of the requirement to be the QC? Are you sporty? Phải look sporty như chị ý ạ. As a QC, we are challenging in production every day. If you are sporting, you feel this is a good challenge in production or learning. Our certificate is things that if you feel that you want to be, come and join first and we train you. So there are the trainings, right? And then they're going to have the certificate after the trainings. Yeah. Oh, nghĩa là các bạn thật sự là chỉ cần rất là năng động thôi ạ, cực kỳ năng động ạ, bởi vì QC là một công việc rất là thử thách, và miễn là các bạn muốn thì hãy apply vào Ramatech, bởi vì Ramatech thì sẽ training, có những cái kỳ training cho các bạn để các bạn có được những cái chứng chỉ mà để có thể làm việc tại QC. Okay, thank you very much. Did you want to share anything about QC more? Vì là mình thấy là các bạn có vẻ rất là hứng thú với QC đúng không? Bản thân mình ngồi đây nghe thì cũng thấy nó rất là thú vị. I feel very interesting. Chị cũng xin chia sẻ một chút là thật ra thì ở Việt Nam mình thì chắc là chưa có trường nào đào tạo về cái kiểm tra chất lượng này. Đúng, thực sự là như thế. Thế nên là nếu mà muốn yêu cầu các bạn vừa ra trường mà các bạn đã có kinh nghiệm về mảng này luôn thì chắc là không có. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái bộ phận chất lượng này thì thứ nhất là như chị Anders vừa có nói là thứ nhất là bạn phải năng động, bởi vì là hàng ngày mình sẽ phải đối đầu với sản xuất mà. Thứ hai là mình cũng phải có sự tìm mình. Bởi vì sao? Và mình QC ở đây mình có thể hiểu đơn giản đấy là tìm lỗi trong sản phẩm. Thế thôi ạ, mình tìm lỗi và mình làm sao mà mình cải thiện cái lỗi đấy. Thế là em thấy rất là thú vị. Một câu hỏi nữa đấy là em là sinh viên năm 3 khoa marketing của trường, có mong muốn làm việc nhưng chương trình này chỉ dành cho sinh viên mới ra trường. Vậy sau này khi mới ra trường thì hiện em còn có cơ hội tốt như bây giờ không? Nghĩa là bạn đang là sinh viên năm 3 khoa marketing và có mong muốn làm việc nhưng bạn chưa ra trường, thì khi mà sau này bạn ra trường thì liệu cái chương trình này còn có cơ hội không? Chương trình này là hàng năm ạ, chứ không phải là chỉ có năm nay rồi năm sau thôi ạ. Mà như chị vừa chia sẻ là mục tiêu của mỗi một đợt sẽ là có 10 bạn. Thế nên là mình hàng năm mình đều có tuyển mới ạ. Thế nên là lúc nào các bạn cũng có cơ hội.
Ok, nghĩa là các bạn chỉ cần học thật tốt thôi ạ. Và sau đấy thì mình có thể cho ngôn ngữ nữa, cho ngôn ngữ. Ngôn ngữ rất là quan trọng, mình sẽ đi nước ngoài rất nhiều. Sau đấy thì apply vào Ravantex và vẫn có cơ hội ở đấy dành cho các bạn. Và mình nghĩ là thực ra có một điều rất hay, đấy là hãy làm cho chiếc CV của các bạn trở nên thật là tốt. Và sau đấy thì maybe biết đâu Ramatex sẽ chính là người tìm đến các bạn, giống như câu chuyện của Kiwi. Đúng rồi ạ, mình hãy đầu tư một chút và thiết kế một cái CV thật là bắt mắt. Thật ra thì chị cũng muốn chia sẻ một chút là với các cái thương hiệu may mặc hàng đầu như là Nike, Adidas hoặc là More, Uniqlo, Cutter thì chắc là các bạn đã nghe rất nhiều và mình cũng đã sử dụng rồi. Tuy nhiên nhiều khi mình không biết là cái tập đoàn nào, công ty nào là người may sản xuất vào cái đấy, đúng không ạ? Thì đấy chính là Ramatex. Các bạn có thể lên mạng tra Google Ramatex thì sẽ biết là công ty là người gì. Em nhớ là cách đây không lâu thì mình có rất là may mắn là buổi hôm trước ấy, ngày hôm chủ nhật tuần trước thì trường đã mời Ramatex đến đây một lần rồi và mình có hân hạnh được gặp bác Hans Ma là giám đốc cùng operations, regional operation của Ramatex. Thì bác có chia sẻ là 8 sản phẩm của Nike thì có 1 sản phẩm của Ramatex sản xuất và 10 sản phẩm của Uniqlo thì có 1 sản phẩm của Ramatex, đúng không ạ? Đấy, thì nên là mình nghĩ là bọn mình nếu mà các bạn apply thì có thể là sẽ được tham gia vào một cái dây chuyền sản xuất khá là lớn. Lúc nãy thì có một câu hỏi mà mình quên mất không hỏi, đấy là em có được nhận lương trong thời gian đào tạo không? Cái này gọi là lương thì chắc là không đúng, nhưng mà chắc chắn là đã có trợ cấp. Đúng rồi, trợ cấp. Chứ còn lương thì chắc là nghe lương nó hơi to. Lương là phải khi ký hợp đồng với chính thức thôi. Chắc là cái đấy khi nào vào đến bóc phỏng vấn thì mình mới có thể tiết lộ, đúng không ạ? Đúng, mình sẽ chia sẻ cái thêm, bởi vì là cái trợ cấp này nó cũng tùy theo từng nước mà mình tham gia nữa. Em thì em thấy là ở trong công ty thì có thêm một phòng nữa gọi là phòng merchandise và marketing. Thì như em là background marketing, là em tốt nghiệp trường Thăng Long khoa marketing, nên là em cũng khá là tò mò về cái công việc của phòng marketing là một này và phòng merchandise là hai. Hiện tại thì các bạn sẽ hiểu là những cái công ty về sản xuất tại Việt Nam mà 100% vốn nước ngoài mà là hàng xuất ạ. Chứ mỗi lần mình chỉ sản xuất ở Việt Nam nhưng mình không bán tại thị trường Việt Nam mà mình sẽ xuất đi 100%. Thì thường cái bộ phận marketing thì họ sẽ là bên công ty headquarter, có nghĩa là bên công ty mẹ. Bên công ty mẹ họ sẽ tìm kiếm khách hàng. Sau khi có khách hàng thì họ sẽ đẩy những cái đơn hàng về cho công ty con tại Việt Nam để sản xuất. Thế nên là thường cái bộ phận marketing thì sẽ là bên công ty mẹ, ở đây thì sẽ là công ty Singapore. Tuy nhiên cái bộ phận merchandise ở đây thì các bạn có thể hiểu nôm na đấy là chính là bộ phận purchase, bộ phận mua hàng. Mua hàng là sau khi mà tôi có đơn hàng từ khách hàng rồi ạ, tôi contact với khách hàng là để khách hàng chuyển đơn hàng về. Thì sau khi chuyển đơn hàng về thì mình sẽ liên lạc với các nhà cung ứng để mua hàng làm sao mà để đủ cái lượng đơn hàng để cho dưới sản xuất họ sản xuất. Với ngành may thì hàng ở đây mà cần phục vụ thì thứ nhất là vải, thứ hai là chỉ, thứ ba là kim. Với các bộ phận in thì sẽ có thêm là sơn, đúng không ạ? Và các cái nguyên phụ liệu đi kèm khác để có thể sản xuất các cái áo thì cũng khá là nhiều cái khác. Và cái bộ phận merchandise này thì cũng sẽ phải có nghĩa là cũng phải liên lạc, có nghĩa là contact với các bộ phận khác, ví dụ như là bộ phận business planning, nhiều cái quên tiếng Việt là kế hoạch sản xuất, bộ phận kế hoạch sản xuất. Làm sao mà hàng phải về đúng hạn để tôi có thể sản xuất đúng hạn và tôi có thể xuất hàng đúng hạn là như thế. Ok, có nghĩa là gần giống như là các công ty khác thì sẽ có BD là Business Development hoặc là Key Account, đúng không ạ? Thì ở đây là mình gọi là Merchandise. Nói chung là mỗi công ty sẽ gọi một cách khác nhau. Thế nhưng mình có hiểu đúng ra đấy là bộ phận mua hàng. Nhưng mà về cơ bản thì cái tính chất công việc là nó sẽ giống nhau, nghĩa là gọi là xây dựng quan hệ với rất nhiều bên và có thể là collaborate tất cả mọi thứ thật là hài hòa với nhau. Ok. Như em thì như mình thì bản thân mình là chưa biết gì về ngành này cả, cho nên khi mình nghe thì mình cảm thấy rất là thú vị. Ok ạ, thì chắc là sẽ xin phép hỏi một câu hỏi cuối cùng thôi. Đấy là các bạn hỏi là 6 tháng làm việc ở nước ngoài thì em có cần điều kiện gì hay không ạ? Câu hỏi này chung chung ạ, không biết điều kiện đây là điều kiện gì. Bởi vì là thực tế thì khi mà để cho các bạn cần đến là hộ chiếu. Thứ hai là chắc phải được sự xin phép, sự đồng ý của bố mẹ hoặc là người thân làm sao mà đồng ý cho mình đi xa như thế. Còn lại thì tất cả những thủ tục đi kèm sau thì là công ty sẽ lo hết rồi ạ.
Thế là về máy bay, ăn ở và tất cả mọi thứ rồi. Công ty sẽ lo cho mình. Sẽ lo rồi, còn mình thì chắc là cái quan trọng nhất là chỉ là hộ chiếu. Ok ạ, nghĩa là chỉ có xách vali và đi thôi đấy. Rồi ok ạ, không biết các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Bởi vì là chương trình cũng sắp hết rồi và sau đây thì sẽ có một phần của bên phòng đào tạo cho các bạn nữa. Nên là nếu các bạn có câu hỏi gì thì có thể giơ tay để mình mang mic xuống cho các bạn luôn. Còn nếu như chúng ta không có câu hỏi gì nữa thì sẽ cảm ơn các chị đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Rồi, các bạn không có câu hỏi gì đúng không? Có đây to lên đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và thank you very much for coming here today. Sau đây thì em xin kính mời thầy Quỳnh là giám đốc của Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp lên để trao hoa cũng như là cảm ơn bắt tay của hai bên đối tác ạ. Và em xin mời các chị ra phía giữa sân khấu. Các bạn sẽ bắt đầu giúp mình chuẩn bị hoa đúng không ạ?